Xin chào quý vị các bạn đã đến với chương trình Thái Nguyên Corner của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Và ngày hôm nay Ngọc Linh với người bạn đồng hành là anh Bernard đến từ đất nước Australia sẽ cùng đi thăm hợp tác xã chè Hảo Đạt, sẽ cùng nhau có những trải nghiệm, đó là chúng ta sẽ hái những nõn chè đinh và sau đó thì chúng tôi sẽ có những trải nghiệm khác nữa, đó là sao vò chè, đóng thành phẩm và thưởng trà nữa anh Bernard ạ. Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 13 km, Tân Cương được mệnh danh là vùng đất đệ nhất danh trà. Nghề trồng và chế biến chè Tân Cương bắt đầu từ những năm 20 của thế kỷ 20. Đến nay, vùng chè Tân Cương có tổng diện tích trên 1.300 ha, sản lượng trên 20.000 tấn một năm, tập trung chủ yếu ở ba xã Tân Cương, Phúc Triều, Phúc Xuân. Với lịch sử gần 100 năm hình thành và phát triển, vùng chè đặc sản Tân Cương là vùng nguyên liệu để sản xuất ra những sản phẩm chè đặc sản nổi tiếng đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Chè Tân Cương có giá trị quan trọng trong đời sống của nhân dân và là di sản văn hóa quý giá, đã, đang và sẽ tiếp tục được bảo tồn, phát huy giá trị bởi tính cộng đồng dân cư nơi đây. Chúng tôi đến với nương chè xanh mát của hợp tác xã, đúng lúc các xã viên đang thu hái đợt chè đinh phục vụ cho việc sản xuất trà đinh, một thức uống đặc biệt được thu hái duy nhất một nõn đinh. Đinh ở đây chính là phần búp non nhất của lá trà. Phần búp này chính là cánh trà đang khép, cánh trà tròn và dài như cây đinh nên được gọi là trà đinh. Hi. Coi, ngày hôm nay thì có một vị khách trải nghiệm đến từ đất nước Australia, rất muốn sẽ được đến thăm hợp tác xã chè Hảo Đạt và sẽ có những trải nghiệm ở vùng chè Tân Cương. Cô như này là hái được hái từ lúc nào mà lại được nhiều thế này ạ? Hái từ 5 đến 7 giờ sáng thì bà con hôm nay là trời mát rồi thì hái những cái búp chè đinh để mà thể hiện vào khi chưa có ánh nắng mặt trời. Cô có thể hướng dẫn cháu và anh Bernard hái được không ạ? Đây này. Yes, speak. Like this. Đây. Yes. Đây. Cô ơi, nếu mà cả một vườn chè này thì hái được độ khoảng mấy cân bụng đinh này? Cứ sáng này ra thì một cái khu diện tích 18-20.000 m này thì bà con hái là hôm nay mình cần độ 5 cân thì mình phải tổ chức tất cả toàn dân hái chè. Bà con đến đây để hái chè, mà hái chè thì trong 2 tiếng đồng hồ khi chưa có ánh nắng mặt trời đến phải được mang về nhà để sao bằng tay. Thì tí nữa chúng tôi sẽ mang về chỗ khu sao sản xuất bằng đôi tay và chè sao tay truyền thống để thể hiện được cái nét văn hóa mà cũng như là truyền thống từ xưa đến nay. Đối với những cái chè đinh như thế này thì thể hiện là chăm sóc thì theo quy trình là phải sạch, mà toàn bộ người dân ở đây, mảnh đất ở Tân Cương người ta phải sản xuất mà chăm sóc bằng hữu cơ, mà để đảm bảo bằng chè sạch. Thì chúng ta bắt đầu là được sản phẩm mà đã trên những cái nương chè tốt như thế này thì mình phải xem nhiệt độ và cũng như là thời gian hái từ 5 đến 7 giờ sáng thì hầu như là cái giá trị cao nhất là 7 triệu đồng trên 1 kg chè. Thế còn khi mà ánh nắng đã lên tia, ánh nắng soi vào búp chè thì sẽ giảm dần cái chất lượng do so với cái buổi sáng sớm. Vậy thì bao nhiêu cân nguyên liệu tươi này thì mới được một cân búp khô ạ? Thường xuyên là từ xưa đến nay kể cả hái các dòng sản phẩm nó cũng phải đạt 5 cân chè tươi mới được một cân chè khô. Nếu như mà cái vườn chè của cô sau khi mà hái những cái nõn đinh này rồi thì những cái còn lại ấy, thì có thể tận thu được không ạ? Có, ví dụ như là cái sản phẩm của hợp tác xã để hái chè đinh như thế này thì hầu như là những cái búp mà chọn ra trong cây chè mà nó nổi nhất trong cái cây chè để mà đảm bảo thì mình lấy cái sản phẩm lõi của cái cây chè đó thì bắt đầu là ta hái. Thế khi còn lại thì bà con vẫn phải đi lần lượt đi thu hái để cho những cái sản phẩm thấp hơn mà để tận dụng vào những cái búp non thứ hai để trở thành một cái dòng chè móc câu đặc biệt nhất của Tân Cương. Trà đinh này của hợp tác xã thì có phải là phấn đấu năm nay sẽ đạt được tiêu chuẩn OCOP năm sau? Với cái sản phẩm trà đinh của hợp tác xã như thế này thì
trong năm 2024, chúng tôi đã hoàn thiện hồ sơ mà chỉ đợi ngày trao quyết định nữa là sẽ đạt được cái ô cốp 5 sao cấp quốc gia về sản phẩm trở đi. Oh, yeah. Oh, look. Look. Oh, a lot. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vừa từ vườn chè trở về đây, đó là không gian sao chè thủ công của Hợp tác xã Chè Hảo Đạt. Và lúc này Ngọc Linh, anh Bernard và cô Đào Thanh Hảo, giám đốc Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, đang có mặt tại đây để cùng chứng kiến các công đoạn sao chè thủ công. Từ những cái búp chè đinh này thì lúc này những cái búp chè đinh của chúng ta đang được làm héo phải không cô? Thì cái công đoạn làm héo này thì mất khoảng bao nhiêu phút ạ? Công đoạn làm héo từ tươi sang để làm héo cho nó dai, để bò thì nó khoảng 15 đến 17 phút. Thế sau đó thì chúng ta sẽ có những công đoạn nào tiếp theo ạ? Đây là làm cho héo chè xong rồi nó độ dai thì bắt đầu ta chuyển sang cái bên vò chè. Để vò cho làm cho cái búp chè như thế này nó săn lên. Đây. Nhưng mà với chè đinh này có phải là phải làm rất là nhẹ nhàng? Nhẹ nhàng, cái tay vò của người vò chè nghệ nhân này phải xoa rất nhẹ nhàng thì nó không bị gãy mà không dập, thì nó vẫn còn nguyên cái chè đinh. Tại khu sao chè thủ công, lúc này tôi và anh Bernard đã được cô Hảo hướng dẫn từ khâu làm héo đến công đoạn vò để tạo hình cánh chè đinh. Từ khâu sao khô tới khâu lên hương tạo hương vị thơm ngon đặc trưng của chè đinh Tân Cương Thái Nguyên đều do các nghệ nhân cao niên nhiều kinh nghiệm thao tác thuần thục để sản xuất ra các cánh chè xoăn tít nhỏ và đều tăm tắp. Từ nguồn nguyên liệu chè Tân Cương và kinh nghiệm làm chè truyền thống lâu năm, Hợp tác xã Chè Hảo Đạt đã kết hợp phương pháp truyền thống và khoa học, kỹ thuật hiện đại trong canh tác và chế biến, không ngừng ứng dụng chuyển đổi số để tạo nên các dòng sản phẩm chè an toàn, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn ô cốp 5 sao cấp quốc gia. Đến bên này có lẽ là sẽ là cái công đoạn cuối cùng để cho sản phẩm chè cô được khô, sau đó là đến quá trình đóng gói đúng không ạ? Khi mà khô thì người ta gọi là sản phẩm chè mộc. Thế nhưng mà khi mà sang bên này là một cô nghệ nhân này là cái thành phẩm cuối cùng khi xoa những cái bàn tay của người ta xoa trên cái chảo thì có những cái mà nó phải thơm như thế này. Bernard, how do you think about this tea? Very nice. Beautiful. Red tooth. Yes, red tooth. Rất thơm. Thơm quá yes. Gọi. Oh, yes. Thế mà cái chè truyền thống này là nhỏ tí, xong nhỏ. Tí. Có thể nói, cây chè và văn hóa trà đã trở thành nét bản sắc văn hóa vùng miền mang giá trị biểu tượng mà ai ai cũng nhớ đến khi nhắc tới vùng đất Tân Cương nói riêng và mảnh đất Thái Nguyên nói chung. Yeah. Vâng, thưa quý vị, sau một ngày chúng tôi có những cái trải nghiệm tại vườn trà của hợp tác xã, vườn chè của Hợp tác xã Chè Hảo Đạt. Sau đó được cùng với giám đốc của Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, cô Đào Thanh Hảo đưa đi trải nghiệm các công đoạn sao vò chè, đóng gói chè và bây giờ thì đang uống trà tại không gian của Hợp tác xã Chè Hảo Đạt. Và vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay, anh Bernard đến từ đất nước Australia. I think tea very very good tea. I take to Australia. I give present of tea in Australia to my family from here. Yes. Hy vọng rằng với những trải nghiệm ngày hôm nay của anh Bernard tại Hợp tác xã Chè Hảo Đạt thì sẽ lan tỏa được niềm đam mê yêu thích thưởng trà đến với người dân ở đất nước của anh đang sinh sống cũng như là gia đình anh khi mà được thưởng thức những ấm trà ngon này và cũng như là cho quý vị khán giả những trải nghiệm rất tuyệt vời cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.